Chúng ta sẽ đi làm quen với review kết cấu nhé. Thì mọi người sẽ có một cách làm việc và quản lý khác nhau. Có người thì sẽ làm chung review kết cấu và review kiến trúc chung trong cùng một file. Nhưng mà để làm một cách chuyên nghiệp thì chúng ta nên tách biệt template kiến trúc và kết cấu thành hai file riêng biệt nhé. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn link các file kiến trúc này vào các file kết cấu để chúng ta có thể làm việc dễ dàng hơn. Thì chúng ta sẽ vào file, vào new này. Chúng ta chọn Project để khởi tạo ra một cái file mới nhé. Từ đây chúng ta sẽ chọn phần structure nhé. Trong này chưa có chúng ta lại Brow này. Ở đây có phần structure Array Default Matrix này. Chúng ta open ra này. Ok. Chúng ta vừa tạo ra một file kết cấu riêng biệt nhé. Thì bây giờ mình sẽ đưa toàn bộ các dữ liệu của file kiến trúc này vào file kết cấu. Chúng ta sẽ tắt cái file kiến trúc này đi nhé. Rồi. Để có thể link được cái file kiến trúc vào thì chúng ta sẽ vào Insert này. Vào Revit Link này. Chúng ta sẽ vào đến cái đường dẫn có chứa cái file kiến trúc đó. Đây. Chúng ta sẽ 3D xem thử nhé. Thì chúng ta thấy cái template kết cấu nó sẽ khác với template kiến trúc. Là ở mô hình này thì nó sẽ hiển thị 3D kết cấu là sơ đồ tính toán, là sơ đồ lực. Rồi. Chúng ta sẽ về chế độ hiển thị dễ nhìn hơn nhé. Chúng ta sẽ vào Graphic này. Chúng ta chọn Smooth này. Để nét nó mịn hơn nhé. Thì các bạn phải hiểu là môi trường mà chúng ta đang làm việc ở đây là môi trường kết cấu. Còn cái mô hình này thì nó là file kiến trúc. Nó đang bị đóng gói trong một cái link để chúng ta dễ dàng quản lý ở bên file kết cấu này. Thì chúng ta muốn copy các đối tượng nào cần cho file kết cấu ở trong cái file này thì chúng ta copy ra. Rồi. Trước tiên thì chúng ta sẽ copy các đối tượng grid, lưới trục và các level nhé. Thì chúng ta sẽ về level tầng 2 này. Ở đây thì để copy các đối tượng lưới trục thì chúng ta vào Kubernetes này. Ở đây chúng ta sẽ chọn Copy Monitor vào Select Link này. Chúng ta sẽ chọn cái link này cho nó sáng đèn lên nhé. Chúng ta sẽ chọn Copy này. Copy Multiple này. Copy Multiple nghĩa là chúng ta sẽ copy nhiều đối tượng. Rồi, chúng ta sẽ quét các lưới trục nhé. Ấn phím Ctrl này. Ok. Chúng ta sẽ Finish nhé. Ở đây là Finish chọn này. Tiếp theo chúng ta sẽ Finish lệnh nhé. Chúng ta sẽ phải Finish 2 lần. Chúng ta đã vừa copy được lưới trục nhé. Sau khi chúng ta đã copy được lưới trục thì bây giờ chúng ta sẽ copy level nhé và copy các đối tượng kết cấu còn lại. Thì chúng ta sẽ vào Kubernetes này, vào copy monitor này, vào set link này. Chúng ta sẽ chọn cả đối tượng link của chúng ta nhé. Sáng này lên này. Ở đây thì chúng ta sẽ vào option. Thì ở trong cái bảng này thì nó sẽ có các thông số để chúng ta có thể copy được. Ở đây là level này. Cái tab này là original tab, có nghĩa là cái loại level ban đầu. Còn new tab có nghĩa là nó copy sang cái file kết cấu chúng ta nó ở dạng nào. Ok. Chúng ta để nguyên nhé.
Phần grid thì chúng ta mới copy này, đến phần column này. Thì ở trong phần này thì chúng ta chỉ quan tâm đến cột kết cấu thôi nhé, structure column này. Thì ở trong file kiến trúc của mình thì có các cột kết cấu nào? Thì chỉ có cái cột 220, 220 và 220, 300 thôi nhé. Thì chúng ta sẽ về concrete rectangle này. Thì ở trong này có hai cột của mình này, là cột kết cấu này. Thì ở đây cái phần new tab này, thì khi copy sang cái file kết cấu của chúng ta thì nó để mặc định ở đây là cho nó chuyển sang cái dạng cột thép hình, là cái thép chữ Y ấy. Nhưng mà chúng ta muốn copy nguyên bản cái cột bê tông cốt thép ở cái file kiến trúc sang file kết cấu, thì ở đây chúng ta sẽ chọn nó này, chúng ta sẽ chọn là copy original tab, có nghĩa là chọn nguyên bản cái cột đó. Ok rồi, còn những loại cột không có thì thôi, chúng ta không cần chỉnh sửa. Phần gua này, phần gua thì cái file kết cấu thì không cần tường nhé, trừ trường hợp có vách thôi. Rồi sang phần sàn nhé, floor này, thì sàn kết cấu của mình thì có hai loại là sàn kết cấu vệ sinh và sàn thường nhé. Ở đây tương tự thì chúng ta sẽ chọn là copy nguyên bản sàn. Copy nguyên bản từ file kiến trúc sang. Ok. Sau khi chúng ta đã chỉnh sửa các đối tượng ở trong file option thì chúng ta sẽ copy này. Copy multiple này. Chúng ta sẽ quét hết mô hình 3D này. Chúng ta sẽ lọc nó. Ở đây thì nó sẽ lọc ra các đối tượng mà chúng ta sẽ copy sang. Đều floor này, level này và cột kết cấu này đều là những thứ mà chúng ta cần thiết đúng không? Ok. Chúng ta sẽ finish này, finish chọn nhé. Ta sẽ finish lệnh này. Sau khi chúng ta đã copy các đối tượng cần rồi ấy, thì để hiển thị rõ ràng hơn cái file kết cấu của chúng ta thì chúng ta sẽ ẩn cái link kiến trúc đi nhé. Chúng ta sẽ về VB này hoặc là VP Graphics này. Ở đây có cái Revit link này. Chúng ta sẽ ẩn cái link kiến trúc đi nhé. Ok. Thì ở đây chúng ta không thấy xuất hiện cái cấu kiện dầm cho chúng ta copy. Thì mặc định của cái phần mềm này ta hiểu là các cấu kiện dầm thì nó chỉ nên xuất hiện ở cái file kết cấu thôi, mà nó không nên xuất hiện ở cái file kiến trúc, cho nên chúng ta không thể copy dầm từ file kiến trúc sang file kết cấu qua cái copy link được, cho nên chúng ta sẽ làm cách khác nhé. Thì chúng ta sẽ vào manage này, chúng ta sẽ vào manage link này. Chúng ta sẽ chọn cái link kiến trúc này, chúng ta sẽ unlock nó đi. Ok. Thì cái mục đích unlock là để chúng ta sẽ mở cái file kiến trúc lên nhé. Ở trong môi trường kiến trúc này thì chúng ta sẽ copy mô hình 3D này để copy được tất cả các cái dòng. Sau đó chúng ta sẽ vào filter này để lọc này, chúng ta sẽ chọn tất cả các của dạng kết cấu nhé, structure framing này. Ok, sau đó chúng ta sẽ copy, chúng ta sẽ sang file kết cấu. Bây giờ chúng ta sẽ về level của tầng thấp nhất, level tầng 1 này. Chúng ta sẽ vào file, chúng ta sẽ chọn paste này. Thì ở trong này thì chúng ta sẽ chọn là paste align to current view. Sau khi chúng ta đã copy được các đối tượng dầm lúc sang thì chúng ta về 3D xem thử. Đây.
Đây, nó đã copy các đối tượng dầm sang file kết cấu đây. Ở bên file kiến trúc thì chúng ta có một cấu kiện nữa là cấu kiện móng băng. Chúng ta sẽ copy nó sang file kết cấu luôn nhé. Chúng ta vào filter này. Bóng là đối tượng structure foundation. Ok. Chúng ta sẽ copy nó. Chúng ta sẽ analyze to current view này. Chúng ta đã vừa copy cấu kiện bóng băng sang hai kết cấu nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ về 3D xem thử này. Mô hình của chúng ta thì ở đây cái phần mình đã thêm một chút này, thì cái phần sàn ở đây mà muốn hiển thị sang cái phần kết cấu thì chúng ta sẽ phải tích chọn ở đây structure này, thì nó mới thể hiện cái phần kết cấu chúng ta, thì nó mới bố trí thép được. Còn các cấu kiện cột thì nó đã hiện là kết cấu rồi, cho nên chúng ta có thể bố trí cốt thép luôn. Các bạn chú ý này nhá, chúng ta phải chọn sàn này và chọn nó thể hiện kết cấu này đó, thì nó mới thể hiện thép ở đây để chúng ta bố trí vào. Ok.